Dạ em xin mến chào cả nhà. Ngày hôm nay là ngày 12 tháng 5, em có lên được một số phô mai những mặt hàng mà em đang bán hiện nay. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ. Em rất là cảm ơn mọi người đã ủng hộ em trong clip ngày hôm qua nha. Rất là nhanh được mọi người ủng hộ là lúc nào em cũng mình rất là vui. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình nha. Trong cái thời gian dịch này thì em cũng nói mọi người luôn thì mình cứ ở nhà. Lên Mai Vàng miền Nam của em vô coi mai nha mọi người. Đợt tới này trong ngày mai thì em sẽ về được những cái mặt hàng bonsai chuẩn như lời em đã hứa với mọi người. Cái lô mai năm vừa rồi ngày em đã mua được rồi nha mọi người. Ngày mai em về. Em trông cho từng ngày luôn. Rồi cái này là cây số 1 của ngày hôm nay. Một cây mai hoành eo của nó là 27 nha mọi người. Cây mai này mình cứ nghĩ nó hoành của nó 27, mình cứ nghĩ nó nhỏ nhưng thực sự nhìn ở ngoài không nhỏ nha. Em đứng ngang đây mọi người cũng biết nha. Nó thường thường cây thì lúc nào cũng vậy á, mình nhìn cân xứng chiều ngang của nó mình sẽ biết được cái cây nó lớn nhỏ như thế nào nào nha. Một cây mai sầu nó kiến cắn thì đâu ngứa gì trời, đường thân của nó lắc nha mọi người, cốt cành đóng đều hết trơn luôn. Đế thì đế cũ nha, đế thì không phải gọi là đế VIP đó, như được cái đường thân và chi cành của nó lắc lượng nha. Chiều cao của nó, để em quay giám đốc tới mới mọi ơi. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 1m nha. Cái đường kính bầu của nó hiện tại giờ là 40. Cây này vô chậu 50 nha mọi người, 50. Tán ngang của nó hiện tại bây giờ tầm khoảng chừng 60 à. Cây mai này nuôi rất là mau chơi. Tại vì nó đang cốt cành nó đã có sẵn rồi. Mình về thì mình chỉ cần mình lợp dàn xương thôi. Rồi cây này là cây số 1 của ngày hôm nay. Em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 5 triệu. Em bảo ship nha. Số điện thoại em 0912256200. Giờ em lên cây số 2. Hôm nay một cây mai đế cũ nha mọi người, còn cái phải chi cây mai này nó chật thẳng lên, cây mai này rất đẹp, có cái nó như cây súng vậy, bắt buộc phải cắt về mọi người ơi. Chứ giờ mình để dài ra nhìn cây mai nó rất là kỳ. Kể nó thì em cắt cây thì theo một cái ý tưởng nào đó thôi, đôi khi mình làm là mình có những cái ý tưởng mình làm nha mọi người. Hài lòng mình thì mới hài lòng được khách hàng, chứ đôi khi mà mình làm cây mà làm sơ sài, em làm không được, hoành chỗ này chỉ có 13 nha mọi người. Còn cái cũ của nó nhà nước đang nói là đang ở yên chỗ nào là ngồi yên chỗ đấy. Đấy, cứ lên Mai Vàng miền Nam coi của em nha mọi người. Cũ của nó được 45 nha mọi người. Cái đường kính bầu hiện tại bây giờ là nó được 27. Chiều cao này tới cái mông này thì nó chỉ được có 15 mà. Nó. Cây số 2. Một cây mai đế cũ. Rồi cái này là cây số 2 của ngày hôm nay, em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 1.450.000 em bao ship nha. Số điện thoại em 0912256200. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Cây số 2, 1.450.000 bao ship tới tận đầu vườn luôn. Giờ em lên cây số 3. Một cây mai chực lắc nha mọi người. Anh em của em thì đang quay clip, anh em của em đang sắp xếp để đưa cây lên xe. Những cây mai mà mọi người đã ủng hộ em clip ngày hôm qua và sáng ngày hôm nay nha. Hoành hiện tại bây giờ cây mai số 3 này là nó được 16. Chiều cao hiện tại giờ 42. Đường kính bầu của nó là 31. Cũ này nó có một cái cũ và một đế bàn. Cũ nó hiện tại giờ là 40 rồi mọi người. Một cây mai chực lắc. Cây mai này nhìn ngoài rất là khá cây. Cây số 3. Dạo này em rất là có duyên bán những cái cây mai số 4 nha mọi người. Nó thử ngày hôm nay cây số 3 này xem bán chạy không. Cây số 3 một cây mai chực lắc. Thì em cũng khuyên mọi người chân thành về nhà mọi người cứ ghép vô nha. Ghép vô. Chứ em không có bao bông. Chứ đôi khi mà mình cứ nói mình bao bông mở ra năm cánh lỡ mùa rất là kỳ. Lô mai này em nói thật sự mọi người, em cũng đã thấy mặt bông nhưng mà em chỉ thấy được có 3 cây thôi, không biết được chính xác nha. Bây giờ em không có bao. Cây số 3 của ngày hôm nay em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 1.800.000 bao ship nha. Giờ em lên cây số 4. Hôm nay một cây mai dạng như hình thú nha mọi người. Mình đôi khi mà trên cái clip á mình cứ nghĩ nó là thú, mình ná thú, nhưng không phải. Nó là một cây mai chực lắc. Thời gian gió thổi này kia thì cơn mưa ngang qua, sơn tùng MK qua đó làm nó siêu qua thành một cây mai chực lắc hoành 15 nha mọi người. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 24. Đế quái, đế cực quái luôn. Mặt bên này đẹp quá, nãy giờ dơ mặt bên kia qua chi trời. Nó cực đẹp nha mọi người. Cây mai này vô chậu 30, dấu hiệu của nó là đang lên sầu nhẹ nha, đang lên sầu nhẹ, chỉ là đang lên thôi chứ với em mà bao cây mai này sầu lên thì nó kỳ lắm. Cây số 4 của ngày hôm nay em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 1.450.000 em bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của cả nhà nha. Giờ em lên cây số 5 của ngày hôm nay.
một cây mai sâu. Cây mai này chính gốc gọi là sâu nha mọi người, nó không có sâu nhiều nhưng nó chỉ bệt bệt đây thôi, nào mà nó sâu chảy hoàn toàn, đế thì cuồn cuộn vậy đó. Chiều cao hiện tại bây giờ của nó là 23, hoành nó chỗ này là được 20, còn cái cũ năm đó ở đây được không ta, đúng chuẩn, cũ chỗ này được 36 nha mọi người, là đó ở đây nha, là được 36. Cây mai này đôi khi mình nói lớn thì không lớn, nhỏ cũng không nhỏ. Đường kính bầu của nó là 32 nha mọi người. Về nhà nuôi ém chậu lại mọi người ơi. Ém chậu là không biết được ba tắc. Đế quá đẹp. Ai quay gần lại đây đường bồ. Nè, nè. Sù nha, sù nó sù liền. Nó về nhà đóng một cái bo ở đây. Đóng một bo đây, mình chơi ra một cái cây mai dán hơi bay ra cũng được, gọi là dán huyền đó. Hù hờ huyền đó. Cây mai này nhìn ở ngoài rất là khá cây nha mọi người. Một cây mai sù lùng lực bút mang. Cây số 5. Cái số 5 của ngày hôm nay em xin mạn phép Zalo giá bà con cô bác là 1.700.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Rất mong được sự ủng hộ của bà con nha. Giờ em lên cây số 6. Mọi người, nó lùng lực mà nó đế có này nhìn rất là hay nha. Một cây mai đế, cây nào cũng đế cũ cho á. Nhìn nó rất là khá cây. Một cây lớn và một cây nhỏ. Đó. Để em đo hoành trước. Giờ em chỉ đo cái ngọn nó thôi. Là giống như giờ đo cho cây này. Ngọn này nó được 12. Ngọn này nó được 11. Cũ cây mai này nằm ở đây đi, đo ở đây thôi chứ biết đo sao giờ. 30 nha mọi người. Còn cũ của ông nội bên này là được 42. Cái này vô chậu. Cái này hiện tại đường kính bầu nó là 21 đó mọi người. Còn đường kính bầu cây mai này được 29, cái này vô chậu 30, cái này vô chậu 25 nha. 25 cái này hơi bự. 25 hơi bự. Cái mặt bên này cây mai này nhìn đã chưa? Nó đặc luôn á mọi người. Còn cái này giờ muốn nó đẹp nữa về nhà mọi người trồng năng nó lên. Cây mai này rất là hay. Chưa bô keo cặp này nghe, nghe lông. Cặp này là cặp số 6 của ngày hôm nay. Em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 2.700.000 bao ship toàn quốc Việt Nam. Số điện thoại em 0912256200. Đây, đôi khi có những cái cây mai nó lớn nhỏ thế nào thì em để lòng bàn tay vô nè. Nhỏ nha mọi người, nhỏ thôi, không có lớn nha. Nè, nhỏ xíu à. Cái này thì bự nè. Nó chơi cặp này nói chung nó cũng dạng như là vô một cặp thôi. Rồi. Cây số 6. Số điện thoại em 0912256200. Giờ em lên cây số 7 à. Nay nha mọi người, nói chung ngày hôm nay chắc không có thể nào lựa chọn được những cái cây mai nào nó xuất sắc lên đây nha. Nói chung cây mai này cũng rất là khá cây. À, cũ nè mọi người, nó có một cái cành đổ xuống dưới. Có một cành đổ xuống dưới, hàng nhỏ nhưng mà nhìn nó rất là nét. Rất là cảm ơn chủ vườn đã tạo điều kiện cho em được cái bầy mai này nha. Thực tế này sẽ về thêm 100 cây mới nữa nha mọi người. Hoành. Cây mai nhìn ngoài đẹp hơn trong hình nha. Hoành hiện tại là 14, chiều cao hiện tại bây giờ là 25. Đường kính bầu của nó là 24. Còn cái cũ, cũ em phải đo bỏ con ghế bên kia vô đây là được 35 nha mọi người. 35, cây mai này nhìn ở ngoài đẹp hơn trong hình rất nhiều nha. Rồi cây này là cây số 7. Cây số 7 của ngày hôm nay em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 2.000.000 ạ. Em bao ship toàn quốc Việt Nam ạ. Đó, cây này nhìn ở ngoài đẹp hơn, vàng ươm à. Rồi giờ em lên cây số 8. Cây này là cây số 8 của ngày hôm nay. Một cây mai trực lắc, cây mọi người đế rất là khá. Mặt bên nó quá đẹp, mặt bên này thiếu đúng một cọng một. Nè, thấy không? Thiếu đúng một cọng này đây. Phải chi cọng này nó cong cong qua đây cũng đỡ, mà nó không chịu cong, biết sao giờ. Nọ, cây trực lắc. Để mặt này đi cho nó đẹp trai xíu. Hoành. Hoành nó ở đây là được 16, chiều cao hiện tại bây giờ của nó là được 40. Đường kính bầu của nó hiện tại giờ 29. Cây số 8. Cái mai này, lô mai này em không bao bông nha mọi người. Về nhà mọi người nhớ ghép vô nha. Chứ đôi khi mà em bao rồi nở bậy bạ chết em luôn. Cây số 8 em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 1.650.000. Em bao ship toàn quốc Việt Nam nha. Rất mong được sự ủng hộ của bà con. Giờ em lên cây số 9. Cây số 9 của ngày hôm nay nha mọi người. Một cây mai đế cũ nghệ thuật. Có những cái cây mai nó đẹp ở ngoài nhưng mà lên hình nó lại không đẹp, mà có những cái cây mai nó xấu ở ngoài mà lên hình nó lại đẹp, gọi là ăn ảnh hay không ăn ảnh. Giống như cây mai này nhìn ở ngoài rất đẹp nha. Chạy xe này như đi ăn cướp người ta vậy. Đấy, một cái cây mai này nhìn ở ngoài rất là khá cây nha mọi người. Nó có một cái đường co ra đây, móc ra đây rất là quái cây. Cây số 9 nó cũ thì đế cũ nữa, hoành thì nhỏ xíu à. Hoành em đo ở đây là được có 12, chiều cao hiện tại giờ của nó được 25. Nè, cũ
này vừa cũ mà vừa đế bàn luôn á, cây mai này nhìn nó rất là khá. Đó đây là được 43 nha mọi người. Cái này dẫn vô chậu 30, nhỏ mà nó đẹp mà độc nữa. Rồi cây số 9. Cây số 9 em xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 1.550.000 em bao ship nha. Giờ em lên cây số 10. Đây là cây số 10 của ngày hôm nay, một cây mai đế cũ nha mọi người. Một cây mai nhìn nó cũ nè, tròn quay à. Quanh. Quanh ở đây được 18 nha mọi người. Còn cái cũ đặt nó đây là được 44, đặt luôn ha. Nó có móc nhẹ nè, quên. Ai em cà ghi nha, nè, móc nhẹ quyền lỗ ở đây mà quên nữa. Cái này vô chậu 25 nha mọi người. Vô chậu 25. Này về nhà chỉ cần ghép vô thôi. Nó chẳng hạn ghép bo đây nè. Bo đây ganh ra giống như chơi cây bài vậy đó mọi người. Một cành một, cành hai, nó dựng đọt lên trên múa xuống. Cây số 10. Cây số 10 của ngày hôm nay xin mạn phép giao lưu giá bà con cô bác là 1.550.000 em bao ship toàn quốc Việt Nam. Em rất là cảm ơn mọi người nãy giờ đã theo dõi 10 đoạn clip phô mai của em trong ngày hôm nay. Hy vọng ngày hôm nay sẽ được bà con cô bác ủng hộ em nhiệt tình. Kính chúc mọi người có một buổi tối xem clip thật vui vẻ, bình an, may mắn. Hẹn mọi người clip ngày mới nha. Xin chào tạm biệt mọi người ạ.